Và bây giờ mình sẽ tô màu cho bức tranh này. Hãy cùng theo dõi quá trình mà mình tô màu cho bức tranh này nhé. Video tô màu cho quả bầu đất thứ hai lần nữa là quả bí ngô của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Phần tóc của cô bé này thì mình sẽ tô màu nâu nhé. Các bạn. Phần nơ mà cô bé này đang đội trên đầu mình sẽ tô màu hồng nhé. Thì mình sẽ sử dụng các cái màu bút chì để tô màu cho cái quả dưa này. Và chúng ta cùng nhau đi vào cái video này. Cái váy mà cô bé này đang mặc thì mình sẽ tô màu xanh dương. Phần chiếc áo của bé này mặc thì sẽ tô màu vàng. Và một chút màu nâu cho phần cái bàn này nhé. Những bông hoa này thì sẽ được mình tô màu cam nhé. Thôi, tốt nhất được mặc gì nữa. Không, đừng mặc gì nữa. Yến à? Yến. Con Yến là sinh năm 1999. Chị Hà đã nói, chị Hà đã nói hộ nỗi lòng của những anh em phòng này. Yến á? Em tự nhận thức được là mình như thế nào hiểu không? Em làm đẹp đi. Cắt tóc vuông cho chị. Cắt tóc gì? Cắt tóc vuông không. Bạn đã dài cái tóc đấy. Tức là chính vì dài cái tóc đấy thì mới làm để đẹp được. Em cắt đầu moi đi. Em thì thích, anh
Yến nó đi đi gặp nhưng mà ai cũng thế đi, đi gặp mà nó mua tôi vì thế Yến thấy hoa dài cắm những bông hoa và lọ này của mình đã được hoàn thành rồi nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video màu trong bức tranh này của mình. Bye bye.